Sáng nay này mấy này, bữa nay 24 tháng 8 ha. Nhận hai con máy sửa chữa nâng cấp gì của anh khách để coi. Anh Mến ở Long Phú Sóc Trăng nha. Con máy này anh nói con máy 16 phết vậy nè, để mở ra em kiểm tra coi. Trời ơi, ghê quá. Máy này con máy Trung Quốc mà chứ đâu phải con máy làm đâu. Con này không nhầm á là con này BS 98.000. Con này là BS 98.000 nha anh. Trời ơi, câu gà le gà liếc gì lần nhận chứ. Con máy của anh nó cháy à. Cuộn cảm mà nó cháy đen tới cỡ này nè mọi người. Tụ bâm, trời ơi, tụ bâm mà xài hai cục K3 chà bá nện luôn, chết rồi. Wow, thôi hết có biết rồi nè. Nè, nhìn cái đường chì nè mọi người ơi. Những đường chì nè, khủng hoảng tinh thần chưa? Thôi cái máy này chắc em sửa không nổi đâu anh ơi, nếu mà ấy thì con máy này làm lại nặng, rất là nặng tiền, rất là nhiều tiền. Dây kẹp gì có khúc anh kêu thay dây kẹp rồi nữa, con máy này con máy Trung Quốc mà con máy này làm lại rất là nhiều tiền thôi. Bây giờ em sẽ gọi lại cho anh. Nếu mà anh đồng ý thì em sẽ làm một con máy 16 phép khác em đổi cho anh. Còn không thì em trả con máy này về cho anh thôi, chứ con máy này sửa lại rất là nhiều tiền. Rồi con máy này cái giá trị của nó là không có giá trị nha. Em nói thẳng luôn, con máy này của anh là nó không có giá trị, chứ con máy này không có đáng nhiêu tiền chứ. Máy này là con máy dòng máy rẻ tiền mà. Máy này dòng máy rẻ tiền mà máy này là áp tới 700 mấy won mà anh quánh nước phèn lợ nữa sao mà chịu nổi. Tụ nguồn tụ bâm con mất con còn nữa, tụ bâm mà xài K3 kiểu này thua rồi. Áp cao mà quất hai con K3 80 vô đây nữa thứ gì chịu nổi. Rồi, một bệnh nhân. Còn đây là con 28 phép. Vừa thả lạnh vừa một vợt gì của anh khách ở xóm đồng nha. Nhưng mà đem đi thợ ở đâu đó sửa mình không biết nữa. Anh nói đem đi thợ ở đâu đó sửa, nó lấy mất mỗi một bên là 7 con rồi. Bên này lấy 7 con, bên này lấy của người ta luôn 7 con ra là 14 con. 28 phép mà giờ nó còn có 14 phép à. 14 phép mà dàn điện trở điện đầu của người ta cháy nám đen trong nãy chân, nó không thay cho người ta luôn. Thua rồi. Còn cái này bây giờ anh kêu sửa lại cho anh, nhưng mà sửa rất là nặng tiền thôi. Bây giờ cái con máy này em cũng sẽ đổi bù cho anh luôn, em làm cho anh một con máy mới, là con máy mới chuyên thả lạnh cho anh luôn ha, là một con 16 khách lớn chuyên thả lạnh cho anh luôn. Còn máy này em thu lại em dứt sọt gác, pin này mình đang cân bằng. Rồi vậy ha, anh nào có coi clip được thì gọi lại cho em nha.